Dạ vâng, xin chào anh chị nha. Hôm nay em tiếp tục đi Bình Dương đi mua thêm một con xe Xpander số sàn anh chị nha. Xpander số sàn 2019 mà đi mua 20.000 cây à. Cực kỳ mới luôn. Nãy em đang ra xem kiểm tra xe anh chị. Đó, xe thì anh chị cũng nói lên đầy đủ đồ chơi rồi đó. Em đang xem thử ha. Lên cặp điện bi trước nha anh chị ta. Cặp điện bi trước này. Dạ, để đây luôn được anh, em xem 25.000 vẫn như cũ. Có đi đâu anh? Xe này là anh chị có khi cả tháng không đi lần nào luôn. Dạ. Ủa mang nhưng mà cái này mình lên chứ đúng không anh? Ừ, đúng. Này lên hết. Lên kiểu cột rốt. Lột ra chứ hả? Dạ. Nó keo hai mặt không à? Dạ. Chẳng không có bắt dít gì đâu. Anh đâu cho bắt dít đâu. Dạ. Này là lên hết. Năm hơi. Cái đó là nó bị tự nhiên nha. Phải là bị xước gì đâu. Dạ à, tự nhiên hả? Cái này nè. Em về lấy cái em đánh nó không hết à? À. Em bị mốc á, bị mốc á. À, nó bán là hết đúng không? Chạy xước gì đâu. Dạ. Bấm không chạy xước. Con cũng non vậy. Ngủ xin mời tên anh chị. Số xe. Cho anh chị cùng coi thử con đồ gì trong xe không luôn ha. Ờ, máy móc đồ mới tinh à. lâu mới về quê thôi. Về quê bên dưới Đồng Nai ngày hoặc 2 ngày là lại lên lại nó như đâu rồi. Dạ. Xe anh còn không gắn VTC cơ mà. Không gắn VTC đâu hả? Ờ. Dạ. Không gắn VTC tại vì không có đi. Đi đâu đi xa đâu mà gắn. Như toàn là bỏ nhà thôi đúng không anh? Ừ. Nhà mà. Vì sao em đi 4 năm mà anh đi có 25.000 cây lên. Sức sức bán vậy này là được 4 năm rồi đó. Dạ. Mình đi ít quá mình không có nhu cầu xài á. Nên dùng cho. Này dùng liên kê đầy đủ hết nha anh chị. Này. Đó 3097 cây này đi vào. Ủa sao lại trong đây ghi tới 30.000 vậy đó. Nó ghi sao lao. 22.000. 52.000 nữa. À đúng rồi, 22.000 thì 15.000. Xe anh ít đi quá nó ghi tới đó luôn đó. Ghi tới đó luôn hả anh? Ừ. Tại vì anh đi vào dưới là nó nhìn thấy xe anh là nó biết à. Dạ. Nó nhắc anh riết mà anh kêu mà anh có đi đâu đâu mà anh đi vào dưới. Xe anh cấp chứ không là không lâu mới đi lâu quá không thấy chạy ra khởi động máy cho nó nổ gì thôi. Mình có lấy cho ra hành trình đầy đủ hết rồi. Em nhìn thấy mấy cái đồ đóng mỡ này nó còn chưa dạ. Còn hao mòn gì mấy mà. Sáng chân luôn anh hả? Ngay cả cái lót này mà nó còn chưa xước nữa mà. Dạ. Nhìn ai mà đi sử dụng nhiều là cái này nó đã xước rồi. Dạ. Anh mua về cái này ốp mấy đó luôn. Mua về ốp. Cốp này hết đồ chưa bà? Có cái tặng luôn. Cái này bà phụ xe tặng em luôn. Tặng luôn. Dạ tặng em luôn. Bấm ring hết anh. Ốc khối phải đi. Kè nè. Phía sau. Bô còn mới chắc rồi, bô chưa đóng máy mà nó chưa đổi màu luôn. Vâng, giờ xe này em sẽ đưa về 793 quốc lộ 13 nha anh chị. Anh chị có xe bán cứ liên hệ giùm em nha. 0993579 nha anh chị. Hoặc là anh chị có nhu cầu nào mua xe cứ liên hệ giùm em nha. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video sau nha.